Lời đầu tiên cho em Hưng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người Chúc cho tất cả các anh em có chung niềm đam mê động cơ Tất cả các loại xe máy phát điện, máy gặt, máy hút cát Các anh em nếu mà có xem được cái video em Hưng đăng lên Nếu mà có quý, có thích Thì mong anh em hãy ấn cho em một lượt đăng ký kênh Hoặc là một lượt follow tiktok Một lượt, uh, một lượt like để ủng hộ cho em Nếu mà cái sản phẩm uh, À, cái video mà em đăng lên chưa tôi đúng với cái sản phẩm mà anh em đang anh em đang cần tìm thì mong anh em hãy ấn vào uh, ô tìm kiếm trên uh, góc màn hình điện thoại hoặc uh, góc màn hình uh, tiktok anh em hãy search vào là tìm kiếm là động cơ ô tô Hùng thịnh trong đó sẽ ra hai cái uh, à trong đó sẽ ra bốn cái cơ sở của em trong đó có đầy đủ tất cả các loại máy to máy nhỏ cầu to cầu nhỏ số to số nhỏ tất cả các loại đều là hàng đẹp hết nha anh em nhé đầy đủ hàng đẹp giá cả hợp lý nhất cho anh em anh em có thể tham khảo anh em có nhờ có thể nhờ em tham khảo mua cũng được không mua cũng được em sẽ vẫn tư vấn cho anh em nhiệt tình luôn không mua được lần này thì có anh em có thể mua được lần sau và anh em nhớ là do bây giờ em lã làm hai kênh hai kênh youtube rồi kênh một kênh là động cơ ô tô hưng thịnh một kênh là động cơ ô tô hưng thịnh, thịnh vb 88 nhá anh em nhé đấy là hai kênh của em vì cái cái mặt hàng bây giờ cái sản phẩm mà em một ngày em bán ra em ra nhiều video quá mà một kênh thì em, em đăng lên thì không không đổ mỗi ngày em chỉ đăng hai video đến 3 video thôi mà một kênh thì không đổ vì thế em phải làm thêm một kênh nữa đấy em lưu ý cho anh em là nếu mà có gặp kênh mới là động cơ ô tô vb vĩnh phúc thì mong anh em hãy hãy ấn ấn lượt đăng ký cho em nhá xin chân thành cảm ơn ta đây đi, ta đây ơi xéo ơi ta đi ta đây và và bây giờ em em sẽ em sẽ là làm một cái video uh, review con máy mà em bán một đơn hàng rất là đặc biệt một đơn hàng rất đặc biệt cho một khách hàng cũng rất là đặc biệt đó là anh anh đồng anh ấy ở huyện gò gò quao à gò quao tỉnh kiên giang một cái huyện mà rất là khó đọc anh em ạ nhưng không sao thì trước đây anh đồng cũng đã từng mua máy của em rồi và anh đồng anh ấy bảo là chọn cho anh một con máy 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 lăn không nổ con một con DC 70. Không nổ. Thật đẹp để anh mua thử một con, nếu mà đẹp sau này anh sẽ mua nhiều hơn. Và đây là con máy mà em đã chọn cho anh Đồng. Đây là máy lăn nhá anh em nhé Và cũng xin phải xin thưa với tất cả anh em là con máy này em đã chọn cho anh Đồng cách đây mấy ngày rồi. Anh Đồng giao giao tin tưởng giao cho em. Và hôm qua có một ông anh ở ở Đồng Tháp ra mua 10 con máy. Ông anh ấy nhìn thấy con máy này và bảo mãi em là em ơi để cho anh con máy này anh giả thêm tiền cho em nhưng em bảo là không bán con máy này em đã chọn để cho anh đồng ở kiên giang ở huyện gò cao kiên giang rồi em đã nhận đã nhận lời bây giờ có thể em em gửi con máy khác cho anh đồng anh đồng cũng không biết được và anh đồng cũng vẫn sẽ lấy con khác ok nhưng không bao giờ em làm như vậy vì nhận đã nhận lời anh em đã nhận lời bán với nhau con máy này dù em đã chọn cho anh ấy anh ấy có thể chưa nhìn thấy con máy này nhưng em nguyên tắc làm việc của em khách hàng giả tiền cao hơn em cũng không bán vì đối với em cái uy tín uy tín phải đặt lên hàng đầu anh em ạ uy tín phải đặt lên hàng đầu vì thế mà em quyết định à, em sẽ hôm nay sẽ review cho quay con máy mà em đã chọn cho anh đồng nhá anh đồng ở huyện gò cao tỉnh kiên giang con máy này nó có cực đẹp và cực mới luôn anh em ạ nó mới đến lỗi mà mấy ông anh ở trong đồng tháp ra mua của em 13 con bơm với 10 con máy lại lỉ mãi em để cho con máy này nhưng em không để khách đối với em khách hàng một khách hàng mua một con máy hay 10 con máy cũng đều như nhau hết không khác gì nhau cả chứ không phải là vì khách hàng mua nhiều mà mình ưu tiên hay như thế nào không bao giờ có chuyện như thế nhá vì cái nguyên tắc của em làm việc là đã bán rồi thì không bao giờ nói lại dù khách hàng có giả cao hơn và đây là con DC 70 mà em đã chọn cho anh đồng con này là vòng tua của nó là 2007 lòng của nó là à, mã lực của nó là 70 PS lắp trên con DC 70 anh em ạ con máy này thì nó đẹp ở đâu em sẽ quay để cho anh em và khi mà anh Đồng xem được cái video anh Đồng sẽ biết. Đây là nó như mới luôn nha anh em nhá. Tất cả chưa rửa đâu. Vì không có thời gian để rửa. Như mới anh em ạ, như mới. Tất cả nguyên zin hết này. Đến nỗi mấy anh em ở trong đồng tháp ra nhìn con máy này bảo thôi anh ơi để cho em con máy này đi. Không bán. Vì đã nhận lời anh Đồng không bán anh em nhá. Đây là, tất cả vẫn còn vạch trắng của nhà máy này anh em ạ. Vẫn còn nhà vạch trắng của nhà máy này. Mới tinh luôn những con ốc bồ loan này những con bồ loan ốc quy lát này mới tinh luôn nha anh em nhé đến nỗi những cái này vẫn còn mới này cái bánh trớn này mới tinh luôn nó nó con này nó gọi là đẹp 10 phân vẹn 10 máy này là máy em bán không nổ máy lăn về anh đồng có thể lỗ có thể bị đổ hơi hoặc là có thể không đấy là cái cái điều chắc chắn rồi anh em ạ đây giòn đáy đắt nguyên zin nhá như máy như mới luôn khẳng định luôn anh em ạ những con ốc đầu uh, bully cơ này nguyên zin máy động chưa rửa nhưng gần như là mới anh em ạ đây những con ốc ốc ốc, ốc, ốc ốc dầu hồi quy lát ở trên này chưa mất một tí sơn nào chưa chóc một tí sơn nào nhé anh em nhé máy gần như mới luôn Đà, tất cả nguyên zin này anh em xem này kinh điển chưa nguyên zin turbo nguyên zin mới tinh luôn nhé anh em nhé turbo nguyên zin mới tinh luôn kinh điển chưa sợ chưa đi lắp đè con máy cu to bên kia đi trong lúc chờ đợi ấy. đây cái lốc máy này xanh lét em không hiểu tại sao con máy này người ta không chạy hay sao ấy, anh em ạ không chạy hay sao ấy mới quá kinh điển chưa anh em nhìn sợ không? khiếp luôn Ờ, đoạn bảo thông Đây, mới quá anh em ạ, kinh điển mới quá. Đây, cái bánh trớn này. Tất cả máy nó gần như mới nguyên zin nhé anh em nhá. Nguyên zin nhá, máy gần như mới nguyên zin. Mới kinh điển luôn. Không hiểu tại sao lại có con máy mới như thế này anh em ạ. Không hiểu tại sao. Đấy, đây là con máy mà em đã chọn cho anh Đồng ở huyện Gò Gò Cao, tỉnh Kiên Giang. Lời đầu tiên là xin chân thành cảm ơn đến anh Đồng vì đã tin tưởng vào ngụ Động Cơ, cơ sở của em. Thứ hai là chúc mừng anh vì em đã chọn cho anh một con máy không thể chê vào đâu được. Nếu mà máy này mà chê nữa em bỏ nghề bán máy luôn, nếu máy này mà chê Và thứ ba nữa là xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Đến anh Tất cả các anh em đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ Cơ sở động cơ ô tô không thích nhá Xin gửi ngàn lời cảm ơn đến tất cả mọi người Chúc cho tất cả anh em luôn luôn mạnh khỏe Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi Phát tài và may mắn nhá Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những Video tiếp theo nhá, xin chào